Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của chị Thủy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai quý vị để đặt để lực không ngủ quý vị ơi. Chung là hình hôm nay là cây đẹp không nhưng quý vị. Em chào chị. Rồi em chào anh Tấn, em chào cô chú anh chị Tinh Thần Quốc ha. Em tên Thủy. Em ở Long Hòa, Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang ạ. Hôm nay em có về một số lâu mai dạo Thủ Đức ha. Em muốn giao lưu cùng cả nhà mình ha. Hình thức bên em là bao sống 2 tháng bao ship toàn quốc ạ. Số điện thoại của em nằm trên tiêu đề cũng là số Zalo của em luôn. Rồi em không có đợi cô chú mình chờ lâu, em tiếp nối mà clip trước em vào mã số 30 ha. Rồi mã số đầu clip là 30 đây quý vị. Đó, chiều cao luôn. Rồi cao là 1m05. Rồi hoành em nó là 20 gần 26, 26 luôn nè cả nhà. Rồi 26 hoành. Em đo ở trên ngang còn ở dưới là bự. Rồi dưới chắc là hơi bự rồi nha. Dạ. Trước ba mấy luôn á. Rồi cái cũ em nó là 43 ha. Rồi cũ nạc 43. Cũ nạc 43. Độ sổ nôm của em nó là 34 luôn. Rồi. Rồi cây này có hiện tượng nứt nách trên bông sù nè cả nhà. Rồi lát nữa mình quay kỹ cho quý vị xem ha, vô quý vị xem mình thân cành này trước đi. Cành rất là điệu luôn. Có lắc nhẹ nè. Này bung bể ngay đây chứ vậy ha. Bung bung hết trơn rồi. Nách nào cũng bung luôn. Rồi mã 30 niệm giao lưu là 1.900.000 ha. Từ từ nha, khoan xuống cây để quay đế cho quý vị xem cái ha. Cái đế rất là ok luôn ha. Đế độ sổ nôm rất là cao. Rồi, 1.900.000 ha, hạt số 30. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi mã 31. Rồi 31. Rồi chiều cam đó là 80. Hoành em nó là gần 28 luôn, em tính 27 đi. 27 hoành đi ha. Rồi cái củ nạc của nó là 41 luôn, 42. Rồi tay cành đây cả nhà, rất là đều ha. Để đây quý vị ơi. Để ha, để lực. Phân bố cũng đều bầu ha. Rồi mã 31 này em giao lưu là 1.700.000. Rồi 1.700.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi, em vào cây 32 luôn à. Rồi, 32. Rồi, cao là 69. Rồi. Hoành là 23. Rồi, xây luôn. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, mã 32 này em giao lưu là 800. Rồi, xuống cây luôn, 800. Tiếp luôn. Rồi, cây 33. Rồi, 33. Rồi, cao là 63. Rồi, hoành em nó là 27 luôn. Rồi 27 hoành. 27 hoành đế đặt kẹo luôn ha. Để giữ ha, ta cành ở trên cũng lực luôn ha quý vị. Đây. Qua xa đế, cộng này bự không ha. Rồi, mã 33 này em giao lưu là 1.200.000. Rồi, xuống cây luôn, 1.200.000. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, cây 34 luôn ạ. Rồi, mã số này mới 34 đây quý vị. Rồi, cao em nó là 90. Rồi, cái hoành hơi bự đây. Hoành là 32. Rồi, 32 hoành. 32 hoành luôn. Nhìn cũng nghe kỹ ha. Này thoát thân hơi cao xíu ha. Nhưng mà nhờ có cái là hoành to. To. Quý vị... đúng cái gu thoát thân cao thì chốt em này chơi cái gì nè, để nè. Rồi mã 34 này em giao lưu là 1.300.000. Rồi 1.300.000, hoạch to cho nhỏ luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên 35 luôn, phụ lên cây luôn. Em này tay cành đều quá quý vị, tay đế dưới cục lực ha. Rồi 35. Chiều cao em nói là 1,5 m ha. Rồi vô cây hoành luôn. Rồi, hoành là 26 có dư luôn, gần rồi, 27. 26 hoành thì cho chắc ha. Dạ. Tay cành đều rang. Tay cành đều nè. Tay cành. Củ đế của nó cũng nở luôn nè. Cành như là quá tuyệt vời rồi. Nách nó cũng có bung hết trơn. Bung sù hết rồi ha, hàng tương lai luôn. Lục cục phù như đầu ngón tay chân cái hết rồi nè. Đế nha quý vị, xuống đế nè.
Rồi mã 35 này em giao lưu là 1,5 triệu ha. À, 1,5 triệu thôi quý vị. Rồi xuống cây. Rồi, 36. Rồi cây 36. Một em trực luôn. Rồi cao 1m07 ha. Rồi cái hoành luôn. Rồi hoành em nói là 21 thôi. Rồi, 22 tính 21 đi ha. Tay cành cũng đều quá quý vị nè. Xuống cụ đế luôn. Rồi cây 36 này em giao lưu chỉ có 350. Rồi xuống cây luôn, 350. Rồi lên 37 luôn. Đây có một cành phóng ha, có một cành phóng có duyên nè. Rồi cao em đó là 59. Rồi hoành em đó là gần 24 luôn. Rồi. 24 yếu một xíu ha. Tính 24 có cành phóng yếu. À. Tính 23 cũng được ha. Độ sổ nôm của em nó 27. Rồi, xây xây luôn. Qua trịt sức cái bộ đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã 37 em giao lưu chỉ có 700. Rồi, xuống cây luôn, 700. Rồi, em tiếp tục cây 38 ha. 38. Một em đầu đinh. Rồi, cao là 39. Hoành là 20. Rồi, để luôn. Đây này. Độ sổ nôm của em nó là 26. Rồi giao lưu nhiêu đây? Rồi mã 38 em giao lưu 450. Rồi xuống cây luôn, 450.000. Rồi cây 39. Rồi 39 đây à quý vị. Rồi cao là 74. Hoành là 21,5. Rồi 21,5. Độ nôm của em nó là tới 30 luôn cả nhà. Rồi xe xe luôn. Qua trời. Bộ đế nè đây. Bộ đế nè. Rồi giao lưu như thế này. Rồi mã 39 em giao lưu chỉ có 500. Rồi xuống cây luôn 500. Rồi số 40. Cây 40. Rất có quá trời cái bộ đế luôn. Rồi cao em nói là 87. Hoành là 26. Rồi đổ sổ luôn. Đổ sổ là 34. Rồi sổ 34 ha. Trực tay cành đều đế vậy là ok quá rồi hả quý vị. Đây rồi đế nó đây. Rồi mã 40 này em giao lưu là 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu quý vị. Rồi xuống cây luôn. Cây đẹp giá rẻ luôn. Rồi cây 41. Cái tông tầng dù nè. Rồi cao em nói là 94. Cái hoành lắm. Này anh nào chơi tầng dù thì chốt về chơi tầng dù rất là đẹp ha. Hoành 27. Đúng dù luôn quý vị. Khá là cao rồi ha. Rồi xuống đế nha quý vị. Đây để đây. Đó, để bàn xòe. Rồi giao lưu nhiêu đây? Rồi mã 41 này em giao lưu là 500. 500. Giá yêu thương không à cả nhà ơi. Xuống cây luôn. Rồi em tiếp tục lên cây 52. Hoành to giá nhỏ luôn ha. Số 52. 42. Ủa? 42. Rồi cao là 62. Rồi cái hoành luôn. Hoành 20. Có cái củ nè. Củ của em nó là 44. Rồi xe xe luôn. Những cái củ đế ha. Quá sức cái bộ đế này đẹp luôn. Tài cành lực. Rồi giao lưu bao nhiêu? Rồi mã 42 này em giao lưu là 650. Rồi xuống cây luôn 650. Rồi cây 43. 43 quý vị. Cao là 50. Hoành là 15. Rồi xe xây luôn. Xuống đế luôn. Rồi cao 50 hoành 15 em giao lưu 280.000. Rồi 280. Rồi xuống cây. Rồi em lên cây 44. 44. Chiều cao em nó là 60. Hoành là 17 ha. Rồi xuống cây luôn, 17 hoành. Ê khoan xin lỗi. xin lỗi quý chị. Chưa. Mới quay chưa báo giá. Chưa báo giá tại vì xuống cây. Rồi giờ báo giá nhiêu đây? Rồi mã 44 này em giao lưu là 300.
Rồi bây giờ mới xuống cây. Thăm. Rồi 45. Lâu lâu cũng có nhầm. Cao là 39. Rồi hoành em đó là 23 luôn. Rồi 23 hoành. Quả trời bộ điếc đẹp. Này vô mình về đóng vài cái bò vô là hết ý luôn. Rồi giao lưu nha như đây. Rồi mã 45 này em giao lưu là 550. Rồi xuống cây. Rồi cây 46. Rồi 46 đây. Cao là 71. Rồi cái hoành luôn. Hoành là 19. Rồi tính 19 đi. 19 hoành. Xuống cái bộ đế em nói ra quý vị. Để nó quái quái. Rồi mã 46 này em giao lưu chỉ có 300. Rồi xuống cây luôn 300. Rồi, giá em đưa ra là em bao ship hết rồi nha anh rồi. Bao ship chú gì mình toàn quốc luôn. Rồi cây 47. 7 đây. Rồi cao là 1m05. Cái hoành. Hoành là 26 có dư. Rồi. Rồi xe xe à, cái gì cây vậy ha, đúng cái dáng nó đều cái gì bẻ co lắc nhẹ dưới thân trực lên ha. Rồi mã 47 này em giao lưu là 500 luôn cả nhà. Rồi, từ từ ha, tay cạnh đi rang này ha, để đẹp luôn nha. Rồi để bốn mặt luôn, để 24 giờ nè đều ha. 500 của gì đây? 500. Rồi. Cô chú anh chị nào mà ưng ý hợp nhãn alo trực tiếp giùm em ha, xuống cây luôn, ủng hộ giùm em. Rồi em tiếp cây là mã 48. Cao là 52. Rồi hoành em nói là 18 rưỡi, tính rồi. 18 luôn. Xuống đế luôn. Rồi mã 48 em giao lưu 300. Rồi xuống cây 300. Mã số tiếp theo luôn. Rồi 49. Rồi mã số 49 có về. Cao là 60. Rồi xuống cái hoành luôn. Dạ hoành là 21 ạ. Rồi xe xe luôn 21 hoành. Cũng đế luôn quý vị. Rồi cây này để giá mềm cho cả nhà mình chơi luôn. Rồi mã 49 thì em giao lưu chỉ có 300. Rồi 300. Rồi xuống cây luôn. 50. Rồi 50. Cao em đó là 71 ha. Cái cành phóng đó. Cành phóng này chia 94. Rồi cái hoành luôn. Rồi hoành em đó là 29. Rồi 29 có dư luôn. 9 hoành. Đây bộ để đây. Có cái cành thân cành đều ha. Phóng dài. Phóng dài luôn. Để đây. Rồi mã 50 này em giao lưu là 1.900.000. Rồi 1.900.000 nha quý vị. Rồi mình xuống cây. Rồi em lên có mấy cặp combo, em lên 2 cây luôn cả nhà. Rồi mã số 50. 51 cặp. 51 xin lỗi. Rồi cao là 45. Rồi cái hoành em bên đó. Hoành em đó là 15. Rồi em bên đây. Rồi em bên đây cũng 15 luôn ha. Rồi combo 2 cây. Nghe đế ha. Đế. Rồi mã 51 combo 2 cây này em giao lưu là 300. 300. Rồi xuống cây. Rồi combo tiếp theo là combo 52 luôn ạ. 52. Cao là 31. Hoành là 16. Rồi em hoành 16, hai em hoành 16 luôn đó nha. Rồi, để đây quý vị. Để đây. Rồi, mình giao lưu. Rồi, đây. Combo 2 cây 52 này em giao lưu là 450, em bao ship luôn ha. Xuống cây 450. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, combo 53. Và để qua xa đế đây ha. Cao là 26. Rồi, em hoành luôn. 30 đúng rồi. Hoành là 15. Em này hoành 13 rưỡi. Rồi, xe xe luôn. Quá trời đế nè.
Rồi, giá lúa nhiêu đây chị? Dạ, mã 53, hai cây nệm giao lưu cũng là 450 ha. 450 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tới combo 54. Cao là 72. Hoành là 13. Rồi, em bên đây. Em đây hoành 12. Rồi, xe luôn. Tại cành cũng khá quá đây ha quý vị. Để đây. Rồi, mã 54, hai cây nệm cũng giao lưu là chỉ có 300. Cây 300. Dạ. Rồi, xuống cây luôn, giá yêu thương luôn. Rồi, tiếp tục luôn. 55. Rồi, 55. Cũng là hai cây. Rồi, cao là 65. Hoành là 11,5. Cặp này hoành nhỏ ha. Rồi, em hoành 11,5, em hoành 10. Chim dài không có gì. Nhỏ mà chân nó dài quá ha. Rồi, mã 55 này hai cây em giao lưu chỉ có 250 ha. Rồi, 250. Rồi, dạ. Xuống cây luôn. 250 hai cây. Rồi, mã 6 tiếp theo luôn. Rồi, cũng cặp 56 luôn. 56. Rồi, em này cao là 49. Rồi, em bên đây. Em này 59. Rồi. Rồi, quanh em nó là 12,5. Em này bị rủa cái lưng ha. Em này bị rủa nhưng mà lành rồi ha. Rồi, em quanh 14,5. Rồi, để luôn. Để nè cả nhà. Rồi, mã 56 này em giao lưu chỉ có 2 cây 350 luôn. 2 cây 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, em vào mã tiếp theo. 57. 57 luôn. Cao là 52. Hoành là 15,5. Rồi, em bên đây. Em bên đây là hoành 15,5 luôn. Rồi, để luôn. Rồi, này nó có nước mầm này ha. Khỏe cây. Đây, lấy cây này đi ha. Lần sầm sạch này. Bùng rồi ha. Rồi, mã 57 combo hai cây nệm giao lưu chỉ có 350 hai cây ha. 350 hai cây. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cặp 58. 58 đây. Dáng giống giống, bài bài giống giống. Rồi, cao là 45. Hoành em đây là 14 có dư. Rồi, em bên đây. Em bên đây hoành 13. Rồi. Rồi. Kỹ ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, cặp 58 này em giao lưu chỉ có 350. 350. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Anh em rồi, bóng. Cây 59 cũng là cây cuối clip của em luôn ha. À, một em búp măng luôn. Trực búp măng. Rồi, cao em đó là 68. Rồi, hoành đó em đó là 25,5. Rồi, đây. Vì tại cành xe cụm này nè. Rồi, mã 59 này em giao lưu là 1,7 triệu ha. Rồi, 1,7 triệu như vậy. Cuối clip thì em cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều. Mong cô chú anh chị mình xem ủng hộ giùm em ha. Cuối clip thì em cũng chúc cho cả nhà mình được ngày mới được dồi dào sức khỏe, mạnh ăn phát đạt phát tài. Rồi, em xin cảm ơn ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.